Chào các bạn, video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để tải về một cái file được upload ở Nitroflare. Thì hiện tại ấy, nói sơ về Nitroflare, đây là một trong những cái file, một trong những cái trang mà download đó có thể nói là khó nhất hiện tại bây giờ. Nếu mà bạn tải về ở trên điện thoại di động, trên Android, iOS gì đó, Windows Phone thì thực sự là các bạn rất là khó để tải về từ trang Nitroflare này. Tôi đã thử rồi và tôi đã không thành công ở trên điện thoại. Ở trên máy tính á, thì khi mà tải về những cái trang khác ngoài Nitroflare thì bạn có thể chọn cái nút slow download và bạn chờ đợi để bấm captcha. Thì ở trong cái trang Nitroflare này, thời gian chờ đợi của bạn sẽ là 180 giây, tốc độ download tối đa của bạn là 20 kb trên giây, và đặc biệt một cái điều á, là khi download thì bạn sẽ không thể trở lại cái file cũ. Nếu mà bạn bị cúp điện hay là vô tình tắt máy, thằng nhỏ chạy lại nó đá đứt dây máy tính vân vân, đại loại như vậy. Và khi mà tải xong các bạn còn phải chờ đợi rất là nhiều và quảng cáo lung tung. Thì cái thủ thuật này tôi không không phải là tôi chỉ cho bạn cách để có một cái tài khoản premium hay là download một cái tốc độ vượt quá 20 kb chia giây, mà tôi sẽ chỉ cho bạn cái cách để cho bạn có thể tải về một cách đơn giản nhất. Chỉ cần chọn cái link này và tải về và nó sẽ tự động làm cho các bạn những cái bước sau. Cái vấn đề là sao? Là thứ nhất là nó vẫn download chỉ một file một lần thôi. Cái thứ hai là tốc độ download của bạn cũng chỉ 20 kb/giây thôi. Quan trọng á, là cái bạn không cần phải chờ đợi gì cả. Bạn không cần phải đánh captcha. Không cần phải đánh cái mã bảo vệ vào làm gì cả. Thì đây á, tôi muốn chỉ cho bạn cái cách đó là sử dụng một cái phần mềm khác mà tôi thường sử dụng để tải những cái file mà khi mà không có tài khoản premium. Đó là Miponi. Để tải về Miponi thì bạn chọn Miponi, các bạn vào Miponi search trên Google và bạn chọn cái mục download. Miponi này á, là một cái trang mà nó giúp cho các bạn tải về một cách nhanh chóng mà không cần phải chờ đợi gì ở những cái trang lớn. Rất là nhiều trang chứ không phải là chỉ như đây thôi nha các bạn có thể thấy nè, rất là nhiều. Nói chung á, là tất cả, hầu như tất cả những cái trang mà cho tải về, upload và tải về á, thì tại sao Nitroflare này nó lại khó khăn như vậy? Mình không biết là tại sao, nhưng mà thực sự là nếu mà các bạn upload ở Nitroflare này thì các bạn có thể kiếm được tiền. Các bạn có thể earn được money từ Nitroflare này. Cho nên á, và nó giới hạn rất là nhiều cho những người chưa đăng ký, hoặc là đăng ký nhưng mà free, chưa phải là premium. Premium các bạn phải trả tiền. Và bạn sẽ được tất cả những cái lợi ích được liệt kê ở đây. Và người download sẽ phải trả phí cho cái file mà mình download, và người upload sẽ được nhận tiền từ Nitroflare dạng ăn chia 37 hay là 5 năm gì đó vân vân. Thì cái trang này nó làm rất là mạnh ở cái vấn đề đó, hầu như là nó không cho người ngoài download luôn, cho nên cái việc download ở đây rất là khó. Tôi thường á, tải về, tại sao tôi lại 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 biết cái trang này, tại vì hầu hết hiện tại bây giờ á, những cái mà có giá trị á, những cái thứ mà có giá trị mà bạn tải về miễn phí á, thì đa phần nó sẽ úp vào Nitroflare, nó không úp vào những trang dễ download như mega.nz hay là Google Drive hay là live.one.drive gì đó, Drive One gì đó, vân vân, của Microsoft á. Thì nó không có úp vào những trang dễ download như vậy. Nó chỉ úp vào những trang này để chi? Để nó kiếm được tiền. Đơn giản thôi, những cái thằng nước ngoài nó sẽ kiếm tiền nhờ internet, còn Việt Nam thì ít ít người với ở Việt Nam cũng không có những cái trang dạng như upload để lấy tiền như này, nó không có nhiều, và cái lợi nhuận á, nó cũng không có cao, cho nên á, người Việt Nam cũng ít ít khi xài những cái này. Thì tôi download sách y miễn phí ở cái trang này, và khi mà tôi mở cái này lên, mở cái bài viết này lên, tôi được cái trang này. Thì cái link download sẽ là Nitroflare, chỉ một link duy nhất thôi. Tôi muốn download cái file này, tôi phải mở này, slow load, đó là cách bình thường. Còn cách mới á, thì bạn tải về Miponi. Nếu mà bạn ở Windows, Mac hoặc là các bạn ở trên điện thoại Android thì bạn có thể search Boniroid ở ngay trên Play Store của các bạn. Boniroid ngay trên Play Store. Khi mà tải về Miponi, Miponi cho bạn cài đặt thì bạn sẽ được cái phần mềm như thế này. Khi mới mở á, thì nó sẽ hiện ra cái browser download như thế này, Miponi. Nó đơn giản ha. Thì giờ tôi sẽ thử cho bạn cái cách ở đây. Tôi sẽ nhấp chuột phải và copy cái link này. Các bạn để ý cái icon này nha, copy cái link này cạch một cái
bạn thấy nó sáng sáng lên, tức là Mibony đã làm gì, đã bắt cái link đó. Bạn chỉ cần copy và Mibony sẽ bắt cái link đó cho bạn. Khi mà Mibony bắt cái link đó, cái này là cái cũ, tôi sẽ xóa cái này đi. À, cái thằng này nè, khi bắt cái link đó thì bạn thấy là 31.19 MB ở Nitroflare. À, nó sẽ bắt cái link đó. Thì bạn qua đây kiểm tra lại đúng cái file mình hay không. Đúng rồi, 31.19 MB ở Nitroflare. Đó là cái link mà tôi muốn download. Nó, cái link này nè. À, hai cái link giống nhau ha. Tôi muốn download thì tôi sẽ à, nó sẽ tự bắt link. Thì bắt link ở sẽ trong cái tab Add Link. Khi mà xong rồi đó, à, nếu bạn muốn nhiều link á thì bạn có thể copy nhiều link và bạn paste and detect links, hoặc là bạn đánh vào đây. À, đánh vâng, đánh tùm lum tà la vào cũng được ha. Bạn đánh tùm lum tà la vào cũng được, không sao hết. Đó, thì rồi xong các bạn bấm detect link thì cũng được đó. Tôi nhập cái này rồi tôi bấm detect link thì bạn thấy cái này nó sẽ chuyển ấy. Thì khi mà ấy xong á, có dấu tích ở đây thì nó sẽ, chúng ta sẽ gọi cái download selected. Bạn có thể tìm đọc những cái này download selected vào một cái thư mục nào đó thì nó sẽ download selected. Thì khi mà ở Nitroflare hiện tại tôi đã đang download một cái file khác. Hiện tại thì có một cái file đang ken, đang chờ đợi, đang xếp hàng chờ ở đây. Đó là cái file mà tôi mới vừa add vào. Khi mà nó download xong cái file này, nó sẽ tự động tải cái file này. Bạn không cần phải chờ đợi cả. Nếu bạn download nhiều file đối với Nitroflare thì bạn phải chờ đợi rất là nhiều nếu download thông thường. Còn đối với Mipony, các bạn cứ add vào hết và nó sẽ tự động tải cho các bạn. Nitroflare bình thường các bạn sẽ không thấy cái này, không thấy cái này kw.eu. Nikw.eu là gì? Đối với Nitroflare, khi mà vào một số cái trang download ở nước ngoài khác thì khi mà bạn tải về thì bắt buộc các bạn phải nhập vào mã bảo vệ đó, captcha. À, thì 9kw.eu này nó sẽ làm cái gì? 9kw.eu là một cái server. Trong đó cái Mibony của các bạn, Mibony của bạn và cái Mibony của những người khác. Rất là nhiều người khác. Thì nó sẽ cùng lên cái 9kw này. Thì cái trang này nó sẽ làm gì? Khi mà Mibony của bạn nó hiện captcha lên thì 9kw này nó khi mà được kích hoạt thì nó sẽ hiện cái captcha này vào một trong những cái người đang hiện diện ở đây. Hoặc trong những người đang hoạt động ở đây. Thì những người đang hoạt động ở đây nó sẽ làm gì? Nó sẽ nhập cái captcha cho bạn, nhập cái captcha cho bạn và nó sẽ gửi về 9kw. 9kw sẽ gửi cái captcha đó về cho Mibony của bạn và Mibony của bạn sẽ download. Đó, bạn thấy rất là đơn giản, các bạn rất là dễ dàng hình dung. Một người nào đó sẽ đánh captcha giùm bạn mà bạn không cần phải đánh. Và cái file nó sẽ tự động download. Khi mà hàng ngàn cái file ở đây thì hàng ngàn người sẽ đánh giùm bạn cái captcha đó. Bạn thấy rất là hay, rất là hay. Thì nhờ cái 9kw này nó đã giúp cho tôi tải cái file này mà không cần phải đánh captcha. Khi mà tới file này thì tôi cũng không cần phải đánh captcha. Như vậy người ta làm cho bạn thì bắt buộc các bạn phải làm cho người ta. Bởi vậy nó phải có cái mục gọi là earn credit. Earn credit là kiếm những cái khoản tiền nhỏ. Thì bạn có thể nhìn thấy nè, cái credit của tôi hiện tại là 257. Lý do đâu? Lý do là tôi đã earn credit này. Tôi nhấp vào đây. Thì một cái bảng nó sẽ hiện thị ở đây. Bạn tôi nhấp vào nó. Nó sẽ hiện thị đây. 257 nha. Tao đang đánh cho một người nào đó trên thế giới. Cái hình đầu tiên thường là cái hình mà nó sai. Tao đánh hai cái cho bạn thấy. Rồi ok, tao sẽ tắt nó đi. Tao sẽ không lấy captcha nữa. Tao sẽ không muốn lấy credit nữa. Rồi, tao sẽ nhấp vào cái nút cài đặt này. Các bạn thấy credit của tao là 273. Từ đó tao đã kiếm được cái credit rất là nhiều. Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để cài đặt 9kw.eu này. Còn những cái này thì bạn thấy là đơn giản thôi. Copy link thì tự động add link và bấm vào nút download selected. Download selected thì sẽ vào một download. Vào một download thì bạn sẽ chờ đợi connect Lumla đó. Thì bạn thấy nó sẽ tự động hết nếu mà bạn có 9kw. Thì để cài đặt 9kw này á, thì tôi sẽ chỉ cho bạn vào cái nút option này, vào premium. Thứ nhất á, tôi chỉ cho bạn thêm tài khoản rồi không? Ở Nitroflare thì đối với một cái tài khoản free miễn phí dry@gmail.com này thì nó sẽ không có cho một cái ưu điểm, ưu đãi đặc biệt nào cả đối với tài khoản miễn phí. Nhưng mà những cái trang khác như là RabbitGato, Uploaded.net hay là Tubobit này, những cái trang này thì nó sẽ có những cái ưu đãi nho nhỏ cho những
user những cái tài khoản free của nó thì bạn có thể nhập vào đây. Các bạn đừng có nhấp vào cái nút mà gọi là get turbo bit premium account hay những cái này. Nói chung là nó sầm buồn lắm, tôi đã thử rồi và không có kết quả. Nó không có tài khoản premium cho bạn đâu. Thứ hai á, tôi muốn chỉ cho các bạn cứ đăng ký tài khoản ở trên web của nó đó, đăng ký tài khoản nitroflare.com á, đăng ký tài khoản rồi bạn vào đây bạn dạy nhập thôi ha. Rồi thứ hai tôi chỉ cho bạn vào cái mục login để cài cái login 9kw.eu này. Đầu tiên á, bạn nhấp vào install more login thì trang web nó sẽ tải cái, nó sẽ mở trang plugin này. Đây cái trang plugin của bạn có thể vào Mibony gì nhấp vào plugin cũng được. Thì đây nó có ba cái trang, mà ba cái trang gọi là ba trang đánh captcha miễn phí cho bạn, ba trang: trang Brotherhood, trang Email Typers, gọi là trang 9kw.eu. Thì tôi chọn 9kw.eu. Những cái trang khác bạn vẫn có thể bình thường, các bạn nhấp vào download plugin này, 9kw.eu này, download bấm vô đây rồi sau đó cài đặt nó ha, nhấp vào cài đặt bình thường thôi nha. Khi mà cài đặt bình thường xong rồi đó thì bạn bắt buộc phải reset cái Mibony này để cho cái plugin nó hiển thị ở đây. Bạn phải tắt quit nó, I usually want to quit nè. Rồi khi mà quit xong á, bạn mở lại, bạn vào một login thì sẽ có 9kw.eu. Bạn vào một open nó. Khi mà vào cái open á thì để nó hoạt động được bạn cần phải có API key. API key ở đâu? Thì bạn bắt buộc phải vào 9kw.eu và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Đây, đây là tài khoản của tôi. Các bạn vào 9kw.eu, tôi sẽ logout nữa nha. Tôi không biết là tài khoản đây này, còn các bạn sẽ đăng ký register. Các bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản ở đây với cái email. Tóm sơ việc những cái mà đánh này các bạn bắt buộc phải điền ha. With voucher thì không, các bạn chỉ điền cái mục này thôi. Điền đúng cái mục này thôi, email reference thì bạn có thể reference user, các bạn có thể điền cái dry@gmail.com cũng được, không sao hết. Bạn không điền cũng không sao hết, tại vì sao? Tại vì nó không có màu đỏ này. Email giờ này cái đánh captcha vào register, khi mà register xong các bạn đăng nhập vào, có check mail nữa nha, các bạn kiểm tra cái mail vào Gmail và check mail. Khi mà đăng nhập vào á thì sẽ có cái này, đây các bạn nhấp vào API key, chọn API key thì nó sẽ hỏi bạn API key của ai vân vân. Thì bạn cứ đây nè, nè ở trong one link API key nè, nhấp một cái thôi là bạn sẽ có API key, nhấp vào Mibony, nhấp cái bụp một cái thì sẽ có cái hiện ra cái này. Thì bạn cứ việc copy cái này. Nói chung á là cái này á là của tôi, các bạn không được đụng đến vậy thôi. Nếu mà bạn đụng đến nhiều quá, tôi sẽ xóa cái tài khoản này. Tôi xóa tài khoản này hoặc là tôi sẽ tạo một cái API key khác, vân vân. Cái balance của tôi vẫn giữ nguyên thôi. Tại vì tôi không có cái che lại cho nên là tôi phải hiển thị cho bạn thấy vậy. Thì cái API key ở đây. Rồi. Thì đây á, để mà hiển thị on credit này nè, ra cái bảng nè, thì ta chỉnh cái zoom 300 để cho cái bảng nó to lên để cho mình dễ nhìn thấy, chứ bình thường cái bảng nó nhỏ xíu à. Và nó hiển thị ở đâu? Hiển thị ở góc dưới, bên tay phải là southwest. Bạn có thể để ở chính giữa hay west gì đó, vân vân. Đôi khi chúng ta coi video ở đây, coi video ở ở chỗ này, ở vùng này thì chúng ta đánh captcha ở đây cũng dễ, chúng ta có thể kiếm kiếm này. Mà tôi khuyên các bạn kiếm nhiều cũng chả được con khỉ gì cả. Các bạn cứ kiếm đủ xài thôi, 273 đủ để đào hai file này không, rồi dư sẵn như vậy là tôi có thể tắt xuống ở khi nào cần thì tôi earn credit, earn rất là nhanh, rất là gọn, nhẹ nữa, rất là dễ dàng nha. Rồi đó là tôi đã hướng dẫn cho bạn cài đặt cái 9kw.eu. Một trong những cái cách khác để mà các bạn có thể mà download ở Nitroflare đó là các bạn xài leak, premium leak. Thì đây á, các bạn có OnLeak. OnLeak là một trong những trang mà đăng và upload và leak kiểu thông thường, kiểu Nitroflare thông thường. Thực sự á, đối với trang này á, đây, sorry Nitroflare temporarily offline, come back later. Hãy trở lại sau đi, tại vì Nitroflare server đã bị tắt rồi, tức là không còn tài khoản premium hay gì nữa. Thì những cái trang này á, Nitroflare rất là hiếm có, thực sự là rất là hiếm. Và Nitroflare rất là thắt chặt cái việc mà share hay là leak kiểu này. Nên đó, những cái trang leak này đối với Nitroflare là các bạn coi như là bó tay. Đó là hai cách. Cách thứ nhất là xài Mibony. Cách thứ hai là bạn xài leak. Nhưng mà cái cách leak này tôi không chỉ bạn vì sao. Vì cái cách leak này nó
tỷ lệ thành công rất là thấp, nếu không nói là không được, và lại tốn rất là nhiều thời gian. Nếu bạn nào mà đau ở những trang nước ngoài thì sẽ biết leak rất là nhiều, nhưng mà đối với Nitro Flare, leak coi như là bó bó cái xì đai. Thực sự đây, Miboney này, khi mà tải về á, thì giới hạn tốc độ nó cũng chỉ 20 thôi, thời gian thì nó có hướng dẫn như này, nó vậy thôi. Chúng ta không cần phải đánh captcha, hay chúng ta cần không cần phải chờ đợi, chúng ta cứ treo máy đi ngủ và ngồi dậy chúng ta có một cái file để chúng ta đọc ha. Rồi khi mà muốn tắt một cái 9kW này á, thì bạn có thể chọn disable plugin này, tắt cái plugin này là xong, ok ha, đơn giản ha. Tắt thì nó sẽ không tự động đánh captcha nữa, thì bắt buộc các bạn phải tự đánh captcha rồi. Đây tôi xin chào các bạn, chúc bạn thành công.